Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Game Mobi VN của mình. Hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn một số bạn chưa biết cách thay đổi áo logo của một số câu lạc bộ mà không có bản quyền ấy ở trong PS Mobile này. Ví dụ như là MU này, Juventus này, hoặc là Man xanh này. Đấy, nói chung là một số câu lạc bộ nổi tiếng thì là sẽ không có cái logo bản quyền ở trong này. Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn những cái bạn nào chưa biết là làm cách nào để có cái logo bản quyền cũng như là áo đấu. Đấy, trước tiên là các bạn sẽ tải cho mình một cái file OBB. File OBB mình sẽ để link bên dưới nhé. Link bên dưới này. Và cái file nó có tên như này. Đây. File nó có sẽ tên là pat.3.jp.konami.psam.obb. Đấy. Đây là hiện tại là cái phiên bản này là 3.3.1 hay là 3.3.1, tức là cái phiên bản phiên bản PS mới nhất. Hiện tại mới nhất đến bây giờ là 3.3.1 đến cái thời điểm mình làm cái video này. Và khi những cái sau thì sẽ update những cái file khác. Như hôm nay mình cái mục đích là mình sẽ hướng dẫn là các bạn nào làm để cách mốt thôi. Còn các file thì chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ update sau. Đấy, trước tiên là các bạn tải cho mình cái file như này. Nó tầm 1.2GB nhá. Nó cũng khá là nặng, đó là cái file dữ liệu của game thôi. Đấy, các bạn tải về cho mình. Đấy, tải về thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở một là ở cái thư mục download. Một nó sẽ nằm ở cái thư mục download này. Đấy, nó sẽ là thư mục download đây. Đây, nó nằm đây. Nếu đây là các bạn tải bằng Chrome hoặc là Opera, nếu các bạn dùng UC Browser ấy, thì các bạn tải thì nó sẽ nằm ở trong cái mục UC Download này. Đấy, nếu các bạn dùng UC Download thì UC Browser nó tải về, nó sẽ nằm chỗ này. Nếu các bạn dùng cái phần mềm khác ấy, tải thì nó sẽ nằm trong mục download. Hoặc là nếu các bạn dùng máy tính, các bạn tải cho nó nhanh cũng được, các bạn dùng máy tính xong bạn copy luôn vào trong điện thoại. Đấy, thì đầu tiên là các bạn tải cho mình cái file đấy. Bây giờ các bạn sẽ dùng cái phần mềm quản lý file nhé. Quản lý file thì các bạn có thể dùng các phần mềm như sau. Một là cái ZArchive này. Đấy, ZArchiver này. ZArchive này. Đấy. Một là phần mềm này này. Hai là phần mềm ES duyệt tập tin nhé. Hai là phần mềm ES duyệt tập tin. Ba là các bạn có thể dùng phần mềm quản lý file đi kèm theo máy, đó là mình là cái file này. Đấy, các bạn sẽ vào cái thư mục mà nó tải về. Đây, ví dụ cái file nó là cái file đây, các bạn sẽ copy cho mình này, sao chép nhé. Đấy, xong bạn vào sao chép bộ nhớ trong này, Android này, OBB này, jp.konami.psam. Đấy, các bạn sẽ copy cho mình cái file đó vào cái thư mục jp.konami.psam này nhé. Đấy, các bạn sẽ sao chép vào cho mình. Cái này nó sẽ hơi nặng nên là hơn 1GB, 1GB 1, 1GB 2 nên là sao chép sẽ hơi lâu. Đây là cái file OBB, tức là file dữ liệu hình ảnh của game đấy. Tức là người ta nó sẽ bình thường nó sẽ không có những cái file mode đâu, nhưng mà đây là những người ta làm lại nên là như vậy. Bây giờ các bạn sẽ vào kiểm tra lại cái thư mục đó cho mình, bộ nhớ trong này, Android này, OBB này, PS này. Đấy, các bạn lưu ý này. Nó có cái đầu tiên ấy, mục đầu tiên nó sẽ có hai cái file đầu tiên này. À, file này đấy, còn cái file mình vừa copy là cái file này, thì các bạn mở ra các bạn xem. Nếu các bạn dùng các phần mềm khác, ví dụ như là ZArchive này đấy, thì nó sẽ bảo là ghi đè, thì các bạn ghi đè nhé. Nếu các bạn dùng cái phần mềm file như của mình ý, thì nó sẽ không ghi đè và nó sẽ có hiện cái chữ số 1 đằng sau này. Đây, các bạn thấy có chữ số 1 không? Đây này, đây. Đấy, nó có số 1 đằng sau. Bây giờ các bạn phải đổi tên. Nhưng mà trước khi đổi tên, các bạn phải xóa cái file cũ đi. Đây là cái file gốc của nó này.
file gốc của nó đây. Đấy. Thông tin đẹp đây, file gốc của nó cũng không có số 1 nhá. Đấy, các bạn phải xóa cái file gốc đi. Đấy, xóa file gốc này. Nếu các bạn mà không đổi tên cái file mình vừa copy, tức là nó xuất hiện số 1 ấy, nếu mà các bạn copy nó ghi chữ ghi đè thì các bạn không phải sửa. Còn nếu mà các bạn copy xong ấy, mà nó có hiện số 1 như này này, đấy, số 1 ở cuối này là nó không được, các bạn phải xóa cái file cũ đi và bạn xóa số 1 này của cái file mới này. Đấy, ok, vậy như vậy là mới được, như vậy là mới được nhé. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ vào game cho các bạn xem là cách chọn đội hình như nào để cho mốt logo và áo đấu nhé. Ok, khi bắt đầu vào game thì nó sẽ hiện cái, có một cái hiện đấy là có cho các bạn một cái kênh YouTube họ làm cái mốt này, một cái người nước ngoài họ làm cái mốt đấy, và mình nó hiện cái strength gì đấy. Đấy, khi bạn mốt thì nó sẽ giao diện khác này từ bên ngoài nhé các bạn. Đấy, để ngoài giao diện đó là Ronaldo và Messi này. Đấy, giao diện của PES eFootball 2020 luôn. Đấy, chủ yếu là màu tím, màu hồng nhá. Đấy, các bạn vào nhá. Đấy, các bạn thấy nó giao diện nó khác chưa? Đấy, trước tiên là giao diện của cái game nó khác này. Vậy để bây giờ chọn thế nào thì nó chọn đội hình và logo nhá. Thì các bạn đầu tiên bạn vào extra này. Các bạn ấn vào user information, user detail này. Đấy, và các bạn phải chọn cho mình các câu lạc bộ nhé. Đây, nếu mà các bạn chọn English League ý, đây là hiện cũng hiện câu lạc bộ nhé. Man Red này, ví dụ mình sẽ chọn Man Red nhé. Đấy, nó sẽ có logo Man Red. Và đây các bạn, nhưng mà các bạn lưu ý này, vào cái này thì nó sẽ không có áo đấu, chỉ có logo thôi. Đấy, ví dụ như mình sẽ vào thử một trận xem cái này nó sẽ áo đấu nó có không. Tại vì một số bạn thắc mắc là tại sao mình chọn logo mà nó không có áo đấu. Vậy đây là các bạn chọn này. Đây. Cái này là không phải áo đấu nhé. Không phải áo đấu của MU đâu. Đấy. Vậy để chọn thế làm thế nào để vừa có logo vừa có áo đấu thì các bạn làm như sau. Các bạn cũng vào extra này. User information này. User title này. Đấy. Các bạn phải chọn cho mình nhé. Bạn phải vào cái mục đầu tiên này, Jupiler Pro League này. Đấy, các bạn vào đầu tiên nhé. Đây, các bạn phải chọn ở trong này thì nó mới có áo đấu này. Ví dụ mình sẽ chọn cái câu lạc bộ này này. Nó là cái standard thì đây này. Đấy, tên rất khó luôn. Đấy, nó là cái câu lạc bộ đấy thì bạn các bạn phải đổi tên. Đổi tên này ví dụ như là Manchester đi. Đấy, Man. Manchester này. Tít này, đấy, các bạn phải đổi như thế này. Đấy, các bạn đổi như thế nhá. Đấy, các bạn phải được vào cái chọn đây nhá, vào cái Supi này, đấy. Sau các bạn chọn những cái này nó mới có logo này, nhưng mỗi cái tên nó hơi khác tí, nhưng bạn có thể đổi tên được. Đây mình sẽ vào thử cho các bạn xem đó là nó có áo đấu không nhá. Đây mình sẽ vào một cái event này. Này. Đấy. Mình sẽ cho vào cái event này nhé. Đấy, Manchester United Việt Nam luôn. Đấy, nó không có cái tên của cái câu lạc bộ mình chọn kia nên là không vấn đề gì cả. Đấy. Đấy, các bạn thấy áo đấu chưa? À đâu thì nó rò rò chưa. Đấy, các bạn nhìn áo đấu này, logo nhá. Đây mình sẽ ghi bàn cho các bạn xem đấy. Nếu các bạn mà muốn có áo đấu thì các bạn phải chọn như cái logo mình giới thiệu với các bạn này. Đấy, logo nhá, áo đấu này, các bạn thấy chưa, áo đấu chưa. Đấy, áo đấu của Manchester đấy, Chevrolet nhé. Rồi ok,
Ok, vừa rồi là mình cũng đã hướng dẫn các bạn là cách làm nào để mốt hay là gọi là thay đổi ấy, giao diện này, áo đấu này, logo của các câu lạc bộ mà không có bản quyền của PS Mobile. Đấy, nhưng mà các bạn yên tâm là sắp tới PS Mobile 2020, eFootball 2020 sẽ có bản quyền của dụ như Man Đỏ này, đấy, của Juventus. Nên các bạn yên tâm, các bạn, các fan hâm mộ của các câu lạc bộ đấy cũng không lo nữa. Ok, rồi các bạn có thể là làm theo cái video mình hướng dẫn vừa rồi. Có mọi thắc mắc thì các bạn có thể comment bên dưới hoặc là inbox trực tiếp Facebook của mình. Ok, xin chào các bạn.